Bạn ơi, hôm nay có rác không? Cho em xin đi rác. Đã gần 2 năm nay, chị Nguyễn Thị Ngọc và các hội viên hội phụ nữ thôn Phú Dư sáng nào cũng đi tuyên truyền dân làng phân loại rác và thu gom rác sinh hoạt. Các chị tuyên truyền ở trên loa là chị em bây giờ phải phân rác ra loại nào ra loại đấy. Nó có tuyên truyền là phân hết cả làng phân hết. Trước kia, thôn Phú Dư cùng các thôn khác trong xã Quỳnh Phú ô nhiễm nặng vì rác sinh hoạt không được xử lý kịp thời do quá tải. Từ lúc năm 2019 cơ mà, nó đầy như này, nó tràn nó tận đường đi, cái nước đen đọng xuống ôi thiêu thối nát nào thì gà chết, lợn chết, người ta cũng bút vào bao. Thì người ta không có ý thức là phân ra. Để giải quyết tình trạng quá tải rác sinh hoạt và ô nhiễm, các thành viên của hội phụ nữ thôn được chia thành các nhóm nhỏ, đi vận động phân loại rác và gom rác để tái chế. Cô ơi, hôm nay nhà mình có cỗ hả? Cơm thừa canh cận, những cái thứ mà phân hủy được cô cứ để kia để chiều cho lại gom nhá. Hòa cái này với nước. Từ năm 2020 đến nay, 87 lớp học đã được tổ chức tại huyện Gia Bình để hướng dẫn người dân cách làm chế phẩm vi sinh Imo. Dựa theo kinh nghiệm ủ lên men của cha ông từ xa xưa, những nguyên liệu có sẵn như chuối hoặc cám gạo sẽ được đem ủ với men rượu hoặc men vi sinh. Sau khoảng 18 ngày sẽ cho ra đời chế phẩm Imo, tạo ra nhiều loại vi sinh vật giúp xử lý mùi hôi thối của rác sinh hoạt và biến chúng thành phân vi sinh hoặc thức ăn chăn nuôi. Biến từ những rác hữu cơ đó thành những cái thức ăn chăn nuôi này, phân bón này, để bà con không phải mất tiền đi mua phân bón, không phải mất tiền đi mua thức ăn chăn nuôi nữa. Có làm như vậy thì bà con mới tự ý thức được rằng là mình đang vứt rác đi, là mình đang vứt tiền đi. Từ lần làm thì là chăn nuôi nó giảm cái chi phí phải được 30%. Cứ làm thì giúp mọi người rồi đi đâu cũng hướng dẫn. Rồi ai làm là đến bảo là cháu cho men, các cụ già thì cháu cho ít cám. Thế là mình cứ hướng dẫn mọi người cùng làm. Tôi lúc nào cũng có ra dòng rau dòng quả, thế nhưng mà ngày xưa chỉ đi mua đạm mua lân. Thế năm ngoái thì là tôi cũng học thì tôi cũng làm được mấy lần tưới rồi, nhưng sinh trưởng tốt. Nhưng cũng có lần thì tưới quá thì chết tỏi cả rau. Chị ơi, còn cái gì thì chị nhặt nốt xong để cho bà Điệp bà mang ra vườn chuối nhá. Tôi xin để tôi vứt vào vườn chuối. Tôi làm vi sinh vứt vào vườn chuối bón cho nó tốt. Ồ, sạch sẽ nhiều. Nếu nó không có mùi hôi thối thì rất không có ruồi bọ như trước. Mới chỉ 2 năm tuyên truyền tích cực phân loại rác và xử lý rác thải theo hướng sử dụng vi sinh để canh tác và chăn nuôi, ở thôn Phú Dư, rác thải sinh hoạt đã không còn là thứ bỏ đi và vô dụng. Người dân giờ đây đã và đang tận hưởng thành quả của việc kiên trì phân loại và xử lý rác.